Hello, xin chào tất cả các em nhé. Thầy là Thái Hội. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi bài 13 trong cái chuỗi HSK 1 nhé. Bài số 13. Tha zài xue zuo Trung Quốc cài nè. Tha zài xue zuo Trung Quốc cài nè. Anh ấy đang học nấu món ăn Trung Quốc. Ok, chúng ta cũng bắt đầu nhé. Chúng ta cũng tiếp tục luyện tập cái sự kết hợp thanh điệu của các từ của ba âm tiết nhé. Ok, chúng ta cũng bắt đầu nào. Yến chiêu sơn, yến chiêu sơn, thán cang chín, thán cang chín, thú su quản, thú su quản,维生素，银行家，银行家。韩国人，韩国语，人民币，游泳池。游泳馆，牛仔裤，魔术师，服务员，博物馆，明信片。Ok, chúng ta cũng làm quen với một số chữ độc thể nhá, chữ đơn nhá. Đây là chữ rư, rư có nghĩa là mặt trời. Thì các em có thể xem trong cái sách bản PDF mà thầy để ở bên dưới, đường link bên dưới các em có thể xem. Thì người ta vẽ cái chữ hình tượng giống hệt cái mặt trời đúng không? Cái chữ thuở ban đầu ấy. Hả? Đây tiếp theo là chữ mù, mù âm Hán Việt là mục, mục có nghĩa là gì? Mắt tạo. Thì các em cũng có thể xem hình mà người ta vẽ ở trong cái sách giáo trình nhá. Ok, đó là một chữ hình tượng. Ok, tiếp theo nào, hôm nay chúng ta sẽ học bộ này, bộ 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 nhật, rư nhật, và bộ mục là mắt. Thì cái bộ này thường nó liên quan đến thời gian, thường liên quan đến thời gian nhá. Rư nó có nghĩa là âm Hán Việt là nhật, nghĩa là ngày ấy, ngày mà và mặt trời đúng không? Nó liên quan thời gian, ví dụ trong từ miếng, miếng là ví dụ như trong từ miếng thiên là ngày mai đúng không? Miếng nó có bộ bộ nhật và bộ nguyệt. Nó còn nghĩa nữa là sáng tỏ rõ ràng đúng không? Mặt trời với mặt trăng cạnh nhau thì quá sáng rồi. Ok. Tiếp theo chúng ta có từ sứ, sứ là gì? Sứ là thời, thời trong từ thời gian đấy, sứ gian hả? Sứ ok. Thì cái bộ nhật này nó thường liên quan đến gì? Liên quan đến thời gian nhé. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến bây giờ là bộ mục đúng không? Bộ mục là liên quan đến gì nhỉ? Mục là mắt đúng không? Tất nhiên rồi, liên quan đến mắt. Ví dụ trong từ nhãn, nhãn là mắt, ok, nhãn, nhãn chim, mắt, ok. Tiếp theo từ sưởi, sưởi ngủ, ngủ thì phải nhắm mắt đúng không? Nó có bộ mục đằng trước này. Sưởi có nghĩa là ngủ, ok. Tiếp theo nhá, các em tìm tìm tranh cho thầy, các em có thể dừng lại cái video này để tìm nhá. Chúng ta có bước số 1, kàn电视. Kàn电视 là bức tranh. Ok, B chính xác. Hảo. Kàn shu là bức tranh nào nhỉ? D chính xác. Hảo. Shui jiao. Bức tranh nào nhỉ? Shui jiao. A rồi, hẳn hảo. Tả điện thoại. Tả điện thoại. C. Zô fàn. Zô fàn. E đúng không? Hảo, chúng ta có từ xuế xí cuối cùng. Hảo, xuế xí. F. Các em đọc lại một lần nữa nhé. Kàn điện thoại, kàn shu, shui jiao, tả điện thoại, zô fàn, xuế xí. Ok. Nào, hôm nay chúng ta sẽ học có những cái từ mới nào nào. Chúng ta tiếp theo đi từ wei, wei. Hảo. Tiếp theo là gì? Dễ, dễ. Hảo. Xuế xí, xuế xí. Xuế đó. Sang ngủ, sang ngủ.
睡觉，睡觉，电视，电视，喜欢，喜欢，好，给，给，打电话，打电话，好，chúng ta cùng đi xem từ mới bạn ngày hôm nay nhá. Chúng ta từ xuế xí, ok, đây là cái viết, cách viết của từ xuế xí, các em có thể viết theo. Như vậy chúng ta có học gì gì chúng ta học rồi đúng không? Sớm mà học gì chúng ta nói thế nào nhỉ? Xuế xí sớm mà, xuế xí sớm mà, ok, đó. Tiếp theo chúng ta học tiếng Trung, học tiếng Trung là gì nhỉ? Hàn ngữ, học xuế xí Hàn ngữ, rồi hẳn học xuế xí Hàn ngữ. Ok, học nấu ăn là gì nhỉ? Nấu ăn, nấu, nấu, nấu. Zuo fàn, zuo fàn. Học, xuế xí, zuo fàn. Học nấu ăn. Ok, nào, chúng ta cũng đi theo, đi từ tiếp theo nha. Chúng ta có từ sàng ngủ, đây là cái viết của từ sàng ngủ. Các em có thể viết theo nha. Sàng ngủ, ví dụ sáng nay chúng ta sẽ nói là sáng nay, nay, hôm nay là gì? Chín thiên, chúng ta học rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ nói là chín thiên sàng ngủ, chính xác, chín thiên sàng ngủ. Theo sáng hôm qua là thế nào nhỉ? Hôm qua là gì? Chúa thiên hẳn học. Chúa thiên sàng ngủ. Ở đây bị thiếu mất rồi. Chúa thiên sàng ngủ. Ok. Học. Sáng mai. Sáng mai. Mai là gì? Minh thiên. Chúng ta vừa học xong nào. Chúng ta có minh thiên sàng ngủ. Sáng mai. Minh thiên sàng ngủ. Ok. Nếu mà sáng thì chúng ta có sàng ngủ. Chiều thì chúng ta nói là xia. Sáng, xia, xia, ủ, ok. Buổi trưa thì chúng ta có trung ngủ, không biết là trung, trung ngọ ấy, trung ngủ, gọi là buổi trưa nhá. Tiếp theo chúng ta có từ gì đây? Xuê chào là ngủ. Ví dụ ngủ ở nhà, ở đâu làm gì? Chúng ta có dụng là xài ở đâu đó, xài cộng với địa điểm, sau đó mới đến động từ làm gì đúng không? Ngủ ở nhà thì chúng ta có xài gì? Nhà là gì? Cha, chính xác. Tại cha. Suy chào. Chúng ta vừa học. Ngủ đây. Suy chào. Tại cha. Suy chào. Ok. Mấy giờ ngủ? Mấy giờ? Chúng ta học hỏi về giờ rồi đúng không? Mấy giờ chí điểm? Hạ ngủ là gì? Suy chào. Chí điểm. Suy chào. Chí điểm. Suy chào. Ok. Bạn mấy giờ ngủ? Nhìn chí điểm. Suy chào. Tiếp theo chúng ta 10 giờ ngủ. 10 giờ ngủ, 10 giờ là gì? Chúng ta học rồi, 10 điểm, đúng không? Đó, 10 điểm, suy chào, hẳn học, 10 điểm, suy chào, ok, hẳn học. Chúng ta có từ tiên sư, các em có thể viết theo nha, đây là từ, cái viết từ tiên sư. Tiên sư là TV, vậy xem TV, xem chúng ta học rồi, khăn, hả? Khăn tiên sư, ok, hẳn học, khăn什么? Khăn tiên sư, xem TV, xem TV ở nhà vẫn là cấu trúc vừa nãy, chúng ta phải ở gì? Tại nhà là mà xem TV, tại nhà, khăn, khăn, điện sử, tại nhà, khăn điện sử, ok, xem TV ở nhà. Như vậy chúng ta có một loạt từ liên quan từ tiền, ví dụ như điện ảnh là phim đúng không? Điện ảnh ấy, âm hán về là điện ảnh ấy, ảnh là ảnh mà, điện ảnh là phim. Và chúng ta có từ tiên khoa, tiên khoa trong bài học chúng ta sẽ học tả tiên khoa, gọi điện thoại đấy, tiên khoa. Ok, chúng ta có từ tả tiên khoa là gọi tả, nghĩa gốc của nó là đánh nhá. Thì trong tiếng Trung thì dùng rất nhiều từ tả nha các em nhá. Ví dụ như là trong từ gọi điện thoại này, gọi xe này, lấy cơm lấy nước này, nói chung là rất là nhiều. Hay là quẹt thẻ hay là cái gì đấy, tá khả hay là kiểu như là check in hay cái gì đó, dùng rất là nhiều nhá. Sau này chúng ta sẽ được gặp. Tiếp theo chúng ta có tiền, tiền não là gì? Máy 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 tính, máy vi tính. Ok, chúng ta có tiền não. Ok. Tiếp theo chúng ta có từ sỉ khoan là thích. Ok. Ví dụ như thích làm gì thì chúng ta nói là sỉ khoan zuo shenme, sỉ khoan zuo shenme. Cái phiên âm này nó hơi, cái từ sẩn nó hay, từ sẩn nó hay âm đọc là sẩn và sứ. Thì trong cái phần mềm convert sang phiên âm ấy thì nó chỉ hiểu là sứ thôi. Tất nhiên là từ này chúng ta sẽ đọc là sẩn mất,
sẵn, ok, chỉ khoan chua sẵn mà. Ví dụ nói là thích học tiếng Trung thì chúng ta sẽ nói là chỉ khoan xuế xí hàn ngữ, chỉ khoan xuế xí hàn ngữ, ok, thích học tiếng Trung. Không thích xem TV, không thích chúng ta nói bù xỉ khoan, bù xỉ khoan, bù xỉ khoan, khan điện sử. Vừa nãy chúng ta vừa học xong, khan điện sử ở đây, bù xỉ khoan, khan điện sử, ok. Chúng ta tiếp theo có từ tả điện thoại, gọi điện thoại cho mẹ, cho mẹ. Chúng ta nói này, cho ai đó, nhưng mà nó là cấu trúc dùng từ kể, kể ai đó làm gì kể ma mà tả điện thoại, kể ma mà tả điện thoại, ok. Đây là thanh nhẹ nhá, đó, phần mềm này nó hơi có vấn đề ha. Kể ma mà tả điện thoại, gọi điện thoại cho mẹ, gọi điện thoại cho giáo viên thì chúng ta sẽ dùng là kể, kể lão sư tả điện thoại, kể lão sư tả điện thoại, ok. Như vậy là chúng ta sẽ có kể ai đó, mẫu rắn là tức là kể ai đó, sau đó là tả điện thoại, gọi điện cho ai, chúng ta có cấu trúc như này, ok. Tiếp theo chúng ta từ dĩa, dĩa có nghĩa là cỗ. Ví dụ như là bạn ăn phở thì tôi cũng ăn phở, kiểu như vậy cỗ. Ví dụ nha, của xuế xí hàn ngữ, tha dĩa xuế xí hàn ngữ, tôi học tiếng Hán, anh ấy cũng học tiếng Hán, ok, chúng ta cùng học tiếng Hán, ok. Của xuế xí hàn ngữ, tha dĩa xuế xí hàn ngữ. Đây là cách viết từ dĩa. Rồi, như vậy là chúng ta có A gì gì đó, B dĩa. Đó, cấu trúc là đơn giản vậy thôi. Tiếp theo nhá, các em sẽ điểm lại một lần nữa. Ta cùng xem. Xuế xí sở mơ, xuế xí sở mơ. Xuế xí hàn ngữ, xuế xí hàn ngữ. Xuế xí zuo fan, xuế xí zuo fan. Học nấu ăn đúng không? Chín thiên sao ngủ. Chúa thiên sao ngủ, Minh thiên sao ngủ, đó là xa ngủ, trung ngủ, còn nhớ là gì không nhỉ? Tại gia suy chào, chỉ điểm suy chào, sử điểm suy chào, khan điện sử, tại gia khan điện sử, điện ảnh, điện não, xì khoan chua sở mơ, xì khoan chua sở mơ, xì khoan xuế xí hàn ngữ, xì khoan xuế xí hàn ngữ, bù xì khoan khan điện sử, bù xì khoan khan điện sử. Kể ma ma tả điện thoại, kể lão sư tả điện thoại, của xuế xí hàn ngữ, tha dĩa xuế xí hàn ngữ, của xuế xí hàn ngữ, tha dĩa xuế xí hàn ngữ. Ok, tiếp theo chúng ta nhá, xem có từ way. Từ way thường dùng này hay là bắt đầu trong một cuộc điện thoại, alo thì là way hay là trong từ này 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 lại đây way 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 ok. Ví dụ way, Lý lão sư tại gia mà, alo thầy, cô Lý có nhà không nhỉ? Tha bú tại gia, cô ấy không ở nhà. Chu chu nào đi, chu xuế xiao là, chu xuế xiao là, đi trường học rồi. Way, nhị sư Trang xiao jie mà, alo cô có phải là cô Trương không? Tuổi nhìn sự, đúng rồi, ông là ghé hả? Quê nhìn tại chỗ sở mà nè, của tại sở mà, khăn su nè, bạn đang làm gì vậy? Tôi đang đọc sách. Tiếp theo chúng ta có cấu trúc tại sở mà nè, tại sở mà sở mà nè, biểu sự động作正在进行, tức là biểu diễn nào một cái hành động nó đang diễn ra đúng không? Chúng ta như vậy chúng ta sẽ cấu trúc có chủ ngữ cộng với tại cộng với động từ, hoặc là tân ngữ cộng với từ nữa nữa, ok. Ví dụ của tại suy treo nữa, tôi đang ngủ đúng không, thì anh gọi điện thoại đến của tại suy treo nữa, nhìn tại chỗ sở mà nè, bạn đang làm gì vậy, diễn nào hành động đang xảy ra đúng không? Chúng ta dùng câu hỏi nhìn tại chỗ sở mà nè, đang làm gì vậy? Chào Hoàng tại xuế xí hàn hàn ngữ,
chào ám giải xuyến xí hai ủy tiểu vương làm sao đang học tiếng Hán. Ok, anh hiểu đang xảy ra, đang làm gì. Ok, đơn giản thế thôi. À, chúng ta cứ theo cấu trúc này mà chúng ta nói nhá. Tiếp theo chúng ta có phủ định. Thế phủ định của nó thì chúng ta có chủ ngữ cộng với mấy giải. À, chủ ngữ cộng với mấy giải. À, chúng ta thêm mấy vào đằng trước. À, chúng ta có chủ ngữ cộng với mấy giải thành phần vị ngữ là mấy giải cộng với động từ hoặc là một cái cụm động từ nào đó, ví dụ như là của mấy giải khan tiên sử, tôi đang không xem tivi đúng không, có thể là tôi đang làm gì đó ha. Tha mà mấy giải công sổ, họ đang đâu có làm việc đúng không, đang ngồi hút thuốc lào ha. Tha mấy khan su, anh ta đang không làm sao, không không đọc sách. À, không đọc sách. Tha mấy khan su, không đọc sách. Ok. À, họ không làm việc, tôi không xem tivi. Ok. À, tiếp theo chúng ta có điện thoại号码 mở tờ biểu tá cách đọc số điện thoại. À, vậy thì cách đọc số điện thoại nó rất là đơn giản thôi, ngày xưa chúng ta học số đếm như nào thì bây giờ chúng ta đọc như thế, duy nhất có một điều là số 1 ngày trước chúng ta đọc là y đúng không, y thì bây giờ chúng ta trong khi mà chúng ta đọc số điện thoại thì chúng ta phải đọc là giao. Ok, các em ghi nhớ nhá, còn lại đọc y như kia hà. Chúng ta sẽ đọc từng số một, ví dụ như 3 0 6 7 4 7. Chúng ta sẽ đọc từng số một và nhớ cho thầy là số 1 đọc là giao. Tại sao số 1 lại không đọc là y? Tại vì khi mà mình đọc là y với lại từ số 7 đọc là chi thì nghe nó sợ nó lẫn hai số lại với nhau nên là người ta sẽ chuyển chuyển số 1 đọc là giao. Ok, ví dụ như là giao san ba ủ, giao ba chiều chi liệu ở san. Ok, vậy thôi, đơn giản vậy thôi, các em cùng luyện tập nhé. Ba ở san lính sử giao ủ liệu. Rồi, rất là đơn giản. Ok, nhớ cho thầy vậy thôi. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi từ trợ từ ngữ khí và trợ từ ngữ khí. Ha, chưa mấy ở đấy, chỉnh chỗ bà. Xie xie. Ở đây không có người, mời ngồi. Cảm ơn. Vậy thì cái trợ từ ngữ khí này nó để làm gì nhỉ? Để diễn tả một cái lời đề nghị hay là một cái mệnh lệnh nào đó, nó làm cho cái câu ngữ khí của cái câu nó nhẹ hơn, nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là Jin tian wo men zai zai jia chi fan ba. Hôm nay chúng ta ở nhà ăn cơm nhé. À, hǒu. Ok. À, wo xian zai gei ta da dian hua ba. Ta zai gong zuo ne, ni xia wu da ba, buổi chiều gọi đi. À, bây giờ cô ấy đang làm việc ấy, buổi chiều gọi đi. À, ni xia wu da ba. Ok, bạn. À, chúng ta có hội thoại về gọi điện thoại này. À, đó được. Wei, nǐ zài zuò shénme nè? Wǒ zài kàn shú nè? Da Wei yě zài kàn shú ma? Tā měi kàn shú. Tā zài xuě zuò Zhōngguó cài nè? Ok, các em cùng nghe lại một lần nữa nhé. À, tiếp theo chúng ta đến phần làm sao không có phiên âm rồi, các em thử đọc cho thầy nhá, thử dừng lại và đọc xem nào nhá. Hả? Dừng video lại và đọc một vài lần xem nào. Hả? Cho từ Wei, nǐ zài zuò shénme nè? Wei, nǐ zài zuò shénme nè? Wǒ zài kàn shú nè? Wǒ zài kàn shú nè? Da Wei yě zài kàn shú ma? Da Wei yě zài kàn shú ma? Tā měi kàn shú. Tā zài xuě zuò Zhōngguó cài nè? Tā měi kàn shú. Tā zài xuě zuò Zhōngguó cài nè? Ok. À, vậy chúng ta cùng đi phân tích bài này. À, chúng ta từ Wei, alo, hả? Zài chúng ta nêu cấu trúc chúng ta vừa học, đang là biểu thị để nhận hành động diễn tả đang làm cái gì đó đúng không? Nǐ zài zuò shénme, bạn đang làm cái gì đấy? À, lại là cấu trúc đấy, zài chúng ta nào? Wǒ zài kàn shú nè, tôi đang làm gì, tôi đang đọc sách. Hả? Da Wei là tên người, David đúng không? Yě chúng ta vừa học rồi, cũng đúng không? Yě zài kàn shú mà, David cũng đang làm sao, David cũng đang làm sao, đọc sách có phải không? À, tha mấy kàn shú, phủ định của
Câu này chạy này, chạy chúng mình đâu, phủ định của là mấy đúng không? Em đã không đọc sách đúng không? Tha chạy chuyện chỗ chung của chạy nữa, anh ta đang học nấu món ăn Trung Quốc. Ok, vẫn là những cấu trúc chúng ta vừa học thôi, rất là đơn giản nhá. Các em cùng nghe lại, đọc lại thêm vài lần nữa nhá. Rồi thầy sẽ chuyển sang bài hội thoại tiếp theo ở quán cà phê. Học thế nào, em cùng đọc theo thầy nhá. Hả, chúng ta có từ Chúa thiên sang ngủ, nhì chạy xua sở mà nè, của chạy suy chào nè, nhì nè, của chạy cha khăn tiên sư nè, nhì chỉ khoan khăn tiên sư mà, của bù chỉ khoan khăn tiên sư, của chỉ khoan khăn tiên hình. Em cùng tôi lại nghe lại thêm một vài lần nữa nhá. Ok. Chúng ta cùng xem bài mà nó không còn phiên âm nữa. Các em thử dừng lại và đọc vài lần cho thầy nhé. Chúng ta có từ, chúng ta bắt đầu nào. Chúa thiên sang ngủ, nhì zài zuo shenme ne? Chúa thiên sang ngủ, nhì zài zuo shenme ne? Wo zai shui jiao ne? Nhì ne? Wo zai shui jiao ne? Nhì ne? 我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？你喜欢看电视吗？ 我不喜欢看电视。我喜欢看电影。我喜欢看电影。OK? Chúng ta cùng đi xem bài nhé. Chúa thiên sang ngủ là gì? Sáng qua đúng không? Chúng ta vừa học xong đúng không? Hả? Lại là cấu trúc đang làm gì hả? Bạn đang làm gì? Tức là sáng qua lúc ấy bạn đang làm gì? Hả? Tôi làm sao? Của giải suy chèo là tôi đang ngủ. Thế còn bạn nhìn nữa? Thế còn bạn? Của giải trà khăn điên sư là khăn điên sư là tôi xem phim, là tôi xem phim ở đâu? Ở nhà. Ok. Ní chỉ khoan khăn điện sử mà bạn có thích, bạn thích gì mà khăn điện sử, xem tivi không? Hả? Của bù chỉ khoan khăn điện sử, tôi không thích xem tivi. Của chỉ khoan khăn điện ảnh, tôi thích làm sao? Tôi thích xem phim gặp. Ok. Tiếp theo chúng ta có hội thoại ở trong trường này. Đây là cái nói về số điện thoại rồi. Chúng ta có 3 2 3 0 4. Đọc là gì nhỉ? Giao hẳn hả ủ. Chờ sư lý lão sư tờ tiên khoa mà. Bú sư tha tờ tiên khoa sư. Ba, ơ, san, lên, sư, giao, ủ, liệu. Hảo, vua, xin dạy, kể tha, tả tiên khoa. Tha dạy, công, sổ, nờ. Nì, xa, ủ, tả, bà. 你下午打吧，OK，nghe lại thêm vài lần nữa nhá. Tiếp theo thầy sẽ chuyển sang cái bài mà chúng ta sẽ bỏ phiên âm đi. Nào, đọc, các em dừng lại và thử đọc trước xem có đọc được không nhá. Đó. Chúng ta cái gì nhỉ? Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.这是李老师的电话吗？ 不是，他的电话是 83014156。好，我现在给他打电话，他在工作呢，你下午打吧，你下午打吧，OK？Chúng ta có, đây là số điện thoại thầy đã vừa nói với các em rồi. Chúng ta chỉ chú ý một điều là từ y số 1 thì chúng ta là giao đúng không? Hả? Chứ là Lý lão sư tờ tiên khoa mà. Đây có phải là số điện thoại của cô Lý không? Hả? Bú sợ không phải. Tha tờ tiên khoa không mà sự. Số điện thoại của cô ấy là 823-041-56. Hả? Ủa, hiện tại kể tha tả tiên khoa. Vừa nãy mình học được gì? Kể ai đó tả tiên khoa. Cấu trúc này. Bây giờ tôi gọi điện cho cô ấy. Hả? Tha zài gōngzuō nè. Cô ấy làm sao? Đang làm việc. Nǐ xiào wǔ dà bà.
chiều cơ bản nhé. Ok, vậy thì đơn giản thế thôi. Căn cứ vào tình hình thực tế trong bài hội thoại, các em trả lời câu hỏi cho thầy nhé. Tao về giải sổ sổ mà nào. Các em cùng xem lại hội thoại và trả lời giúp thầy nhé. Có thể để ở dưới comment phim bên dưới này. Trả lời giúp thầy nhé. Bài sau chúng ta cùng đi xem. Chủ tiên sang ngủ tha dạy khăn su mà. Chủ tiên sang ngủ tha dạy khăn su mà. Ok. Tha mình đâu chỉ khoan khăn tiền sư mà. Tha mình đâu chỉ khoan khăn tiền sư mà. Lý lão sư tỏ tiên hoa hào mà sư tố sọ. Ok, học Lý lão sư là điện thoại号码 là bao nhiêu? Số điện thoại của cô Lý là bao nhiêu? Các em để bình luận xuống bên dưới cho thầy nhé. Học Lý lão sư tại做什么呢? Lý lão sư tại做什么呢? Cô Lý đang làm gì đấy? Tiếp theo hoàn thành câu cho thầy nhé. Các bạn có thể làm bài tập và để bên dưới phía bình luận nhé. Học anh nhỉ tại什么什么呢? Sai mà đang làm gì đấy nhỉ? Ok, thầy tin là các bạn sẽ làm được nhá. Tiếp theo nào. Mama sai làm gì đây nhỉ? Hoàn thành cho thầy nhá. Tiếp theo. Tha mấy khăn su sai làm gì đấy? Có lẽ là ăn cái gì, ăn hoa quả đúng không? Hoàn thành cho thầy nhá. Tha mấy công chỗ đang làm gì đó? Nè. Đang uống nước hay đang làm gì đó? Các bạn hoàn thành nhá. Tiếp theo đây là bài tập hội thoại giữa hai người. Các bạn có thể tìm người bạn của mình, tức là người đồng hành cùng học tiếng Hán để chúng ta luyện tập người hỏi người trả lời nhá. Ok, ví dụ như là chúng ta sẽ lấy bối cảnh là ví dụ như sư phạm đúng không, hay mải tôm chỉ mua đồ, khan tiên sử xem tivi, tả tiên khoản xây chào. Chúng ta sẽ hỏi người trả lời. Chúng chúa thiên xa ủ tiền nỉ dạy chùa sống mà nào. 5 giờ chiều hôm qua thì bạn đang làm gì á? Chúa thiên xa ủ tiền của dạy xuế xí nào. Của dạy xuế xí nào. 5 giờ chiều hôm qua tôi đang làm sao? Đang học. Thì các bạn có thể là lấy những cái này để trả lời. Như ví dụ như đang ăn cơm, đang gọi điện thoại, đang mua đồ, đang xem tivi hay đang ngủ gì đó. Chúng ta cùng nhau luyện tập nhá. Tiếp theo đây là bài tập theo nhóm. Nếu như các bạn tham gia cùng lớp học với thầy thì chúng ta sẽ có một cái bài tập theo nhóm. Chúng ta sẽ hỏi tên của các bạn và số điện thoại của các bạn. Ok, đây cũng là bài tập để cho các bạn luyện tập. Chúng ta sẽ dùng cấu trúc với từ cấu trúc mà chúng ta vừa học, cái gì nhỉ? Diễn tả những hành động, một cái hành động nó đang diễn ra, ví dụ như là đang gọi điện thoại, đang ngủ, ví dụ đang đọc sách, đang ăn cơm. Hay là đang xem tivi, đang nấu ăn, đang uống nước. Chúng ta có thể tìm thấy cùng với một bạn học để chúng ta cùng luyện tập nhá. Ok. Vậy thì bài giảng bài số 13 đến đây là kết thúc. Nếu mà các em thấy cái bài giảng của thầy nó hữu ích với các em thì các em hãy nhớ like, share và đăng ký kênh, chia sẻ cái bài giảng này đến nhiều bạn cùng biết nhá. Ok. Vậy thì bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Chào tất cả các em. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở bài số 14. Hào, thống xuyên mê, zài jiàn.